Kính thưa quý bà cô bác, có thể nói đây là tin vui cho toàn thể giáo hội Việt Nam và cách đặc biệt cho giáo phận Nha Trang. Bởi Đức Thánh Cha Francisco ngài mới bổ nhiệm cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ là giám mục tân cử chính tòa của giáo phận Nha Trang. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, lễ Thánh Giuse Thợ, Đức Tổng Giám mục Marek Jaluski là sứ thần của tòa thánh tại Singapore kiêm đại diện tòa thánh không thường trú ở tại Việt Nam, đã thông báo Đức Giáo hoàng Francisco ngài đã bổ nhiệm cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ thuộc linh mục đoàn giáo phận Quy Nhơn làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ ngài được sinh vào ngày 17 tháng 7 năm 1963 tại Tuy Phước, Bình Định thuộc giáo xứ Gò Thị, giáo phận Quy Nhơn. Thời gian từ năm 1974 đến 1975, ngài học tại Tiểu chủng viện Quy Nhơn và năm 1975 đến năm 1981, ngài học trung học ở tại Quy Nhơn. Từ năm 1981 đến 1985, ngài học Đại học Sư phạm Quy Nhơn và tốt nghiệp cử nhân khoa vật lý kỹ thuật vào năm 1985. Trong thời gian từ năm 1992 đến năm 1997, ngài được tu học tại Đại chủng viện Sao Biển ở tại Nha Trang. Ngày 12 tháng 5 năm 1999, ngài được Đức Giám mục Phaolô Huỳnh Đông Các đã truyền chức linh mục và thuộc linh mục đoàn giáo phận Quy Nhơn. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2001, ngài được Đức Cha giáo phận trao trách nhiệm đặc trách văn phòng tòa giáo mục Quy Nhơn. Thời gian từ năm 2001 đến 2006, ngài được Đức Cha giáo phận gửi đi du học tại Đại học Giáo hoàng Upania ở Roma và ngài đã tốt nghiệp với học vị tiến sĩ về giáo luật. Năm 2006 đến 2009, ngài giữ vai trò là thư ký của giám mục giáo phận Quy Nhơn. Và thời gian từ năm 2008 đến nay, ngài vừa làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang và đến nay làm giám đốc chủng viện Thánh Giuse Quy Nhơn. Thời gian từ năm 2011 đến nay, ngài đại diện tư pháp giáo phận Quy Nhơn và đến nay kể từ năm 2010, ngài là thành viên trong ban tư vấn và ban thường huấn linh mục của giáo phận Quy Nhơn. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm chính thức làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Qua chính bức thư ngỏ, trong bức thư ngỏ được ký bởi Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh là Tổng Giám mục Huế, giám quản tông tòa Nha Trang, ngài gửi Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Nha Trang Huế vào 17 giờ 3 phút ngày 1 tháng 5 năm 2023. Kính thưa cha tổng đại diện Joachim Phạm Công Văn và toàn thể mọi thành phần dân chúa giáo phận Nha Trang, tôi xin hân hạnh loan báo một tin trọng đại lúc 17 giờ giờ Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2023, tòa thánh đã chính thức công bố bổ nhiệm tân giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ 61 tuổi, linh mục giáo phận Quy Nhơn, hiện là giám đốc tiểu chủng viện Quy Nhơn và giáo sư đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Để biểu lộ niềm vui và tỏ dấu hiệp thông, tôi xin tất cả các nhà thờ và cộng đoàn trong giáo phận đổ chuông và tùy nghi hát kinh Magnificat vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Tư ngày 3 tháng 5 năm 2023. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa từ ngàn xưa vẫn luôn quan phòng đưa dẫn giáo phận chúng ta đến ngày hôm nay và cuối cùng trong những ngày hồng phúc này đã sai đến cho chúng ta một vị chủ chăn như chúng ta hằng mong đợi. Chúng ta xin Chúa trả công bội hậu cho các vị chủ chăn tiền nhiệm, đặc biệt là Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã coi sóc giáo phận suốt 17 năm qua. Để tỏ tình con thảo của đại gia đình giáo phận, ngay từ đầu ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023, tôi sẽ dẫn phái đoàn đại diện giáo phận Nha Trang ra Quy Nhơn để bái kiến Đức Cha tân cử và để lắng nghe những chỉ thị đầu tiên của ngài đối với giáo phận. Trong những ngày tới đây, xin anh chị em tiếp tục theo dõi thông báo của các cha xứ và của truyền thông giáo phận cũng như là của quý truyền thông bên công giáo và những gì sắp diễn ra. Đức Cha về tòa giám mục Nha Trang lễ tấn phong giám mục cũng là ngày ngài chính thức nhận sứ vụ chủ chăn giáo phận Nha Trang theo quy định của giáo luật. Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta cần sống tinh thần hiệp hành cách triệt để và tận tình nhất để nói lên tình tri ân đối với Chúa và Đức Mẹ Maria vô nhiễm, nguyên tội bổn mạng giáo phận, và đó cũng là một món quà tinh thần hợp thời nhất để chúng ta dâng lên Đức Cha mới của chúng ta. Tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho chính tôi sẽ rất hài lòng khi được đồng hành với anh chị em trong thời điểm đặc biệt này. Tôi gửi phép lành của Chúa đến từng người trong anh chị em thân ái trong Chúa Kitô. Ấn ký Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Giám quản Tông tòa Nha Trang.
yêu Chúa thâm sâu, con là hạt muối bề dâu. Nếu muối không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Dám sống như Ngài. Ôi tình yêu Chúa huyền siêu, xuống trần chịu chết vì yêu. Nếu muối không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Gian khó hiểm nguy, có Ngài sợ hãi điều chi. Bao người còn sống khổ đau, trẻ thơ đói khát hao gầy. Tôi còn hờ hững được sao, lên đường hạnh phúc rộng trang. Nếu môi không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con.